Trong những ngày giáp Tết Bình Thân năm nay, lượng ô tô chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh phía Bắc tăng đột biến. Tình trạng nhồi nhét khách, dừng đỗ sai quy định lại tiếp tục xuất hiện nhiều hơn. Và ngày hôm nay, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra xử phạt phương tiện chở khách vi phạm quy định khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A. Thanh tra giao thông thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra xử lý các phương tiện xe chở khách vi phạm các quy định dừng đỗ, đón trả khách và chở quá số người quy định trên tuyến quốc lộ 1A. Trong ngày hôm nay đã có hàng chục phương tiện vi phạm bị xử lý. Tuy nhiên, hầu hết các nhà xe đều tìm cách chống chế, đưa ra lý do để biện minh cho những vi phạm của mình. Dạng vô tình là khách chạy chậm mà nó nhảy xuống thôi. Ngay chân cái chỗ mà mấy anh kiểm tra thì chịu thôi chứ sao giờ. Tức là mình vừa bị phạt rồi, cái lỗi gì ạ? Lỗi là trả khách không đâu quy định. Bây giờ không đón khách thì sao đủ điều kiện đó mà đỡ khách đúng không? Xe đâu đổ dầu thì nó cái lượng Tết, khách Tết đi xuống thì đi xe không. Mà giờ đi về không có khách, mà trong bến bán không đủ vé đi về thì phải ra đường phải kiếm khách đúng rồi chứ. Đúng không? Mấy lực lượng chức năng mấy anh làm chỗ này làm sao mà tụi tôi sống được. Tụi tôi sống bây giờ khâu trong bến, nếu bán đủ vé thì ra đường tụi tôi không rước khách nữa. Ra đường có người ngoắc thì mình tôi phải ghé tôi rước khách. Thế hết sức là bảo an toàn trên đường thôi. Đều đi chạy đúng tốc độ, đúng số hành khách quy định, không có thay xe gì cả. Đúng tốc độ quy định thì chạy thôi. Không có gì là lấn chiếm cả nên là không có việc gì vội vàng. Số xe bị xử lý trong đợt ra quân này vẫn thấp so với lượng xe vi phạm thực tế. Rất nhiều tài xế đã tìm cách né tránh hoặc bỏ chạy khi thấy mặt lực lượng thanh tra. Có thể thấy hiệu quả của những đợt tuần tra, kiểm soát như thế này chưa thực sự phát huy hết tác dụng của nó. Trong ngày hôm nay, tổ liên ngành gồm các lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy đều đã phối hợp với nhau kiểm tra trên tuyến quốc lộ 1 và xử lý một số trường hợp vi phạm như là dừng xe đón trả khách không đúng quy định, dừng đổ xe trái quy định tại khu vực trên. Trong những đợt cao điểm này thì các lực lượng liên ngành cũng đã tăng cường là kiểm tra xử lý các cái tụ điểm bến cóc xe dù, đặc biệt là xử lý các xe mà dừng đậu đổ đón khách không đúng quy định thì kiên quyết xử lý nghiêm, và các trường hợp mà những nhà xe cố tình né tránh hoặc là núp bóng trong những doanh nghiệp xăng dầu mà để đón trả khách hoặc dứt khách thì chúng tôi sẽ là phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy sẽ là vô kiểm tra về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho cây xăng, và lực lượng liên ngành sẽ là phối hợp kiểm tra về xử lý đón trả khách không đúng quy định. Năm nào các lực lượng chức năng cũng ra quân gần Tết để đảm bảo an toàn giao thông. Và năm nào tình trạng hoạt động bát nháo, nhồi nhét hành khách, chạy quá tốc độ, vi phạm luật giao thông của xe khách cũng xảy ra. Việc xử lý triệt để có lẽ phải nhiều năm nữa mới thực hiện được.